cháy ở công ty trách nhiệm hữu hạn Sinrong International. Khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 5, lửa bùng lên ở khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinrong International, vốn đầu tư nước ngoài, chuyên làm đế giày cao su, giày dép, ở khu công nghiệp sông Mây. Lúc này ở xưởng có nhiều lao động làm việc, mọi người tìm cách chạy ra ngoài. Một số người dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do nguyên liệu chủ yếu cao su, nhựa và nhiều thùng hóa chất sơn, lửa nhanh chóng lan khắp nhà xưởng rộng chừng 1 000 mét vuông. Cột khói bốc cao cùng cuộn hàng trăm mét, đen nghiệt. Chị Lan, công nhân ở khu công nghiệp sông Mây, cho biết ban đầu đám cháy chỉ xảy ra bên trong, nhưng khi mái xưởng bị sập, lửa khói bốc lên nguồn ngục kèm nhiều tiếng nổ lớn. Chị Lan nói, đứng xa hơn cây số vẫn nhìn thấy cột khói đen kịt. Cảnh sát chữa cháy Đồng Nai điều đồng nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đang dập lửa. Đơn vị chữa cháy cũng phong tỏa tuyến đường ở khu vực, đồng thời làm mát các dãy nhà xung quanh để ngăn cháy lan. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận tình trạng thương vong. Khu công nghiệp Sông Mây được thành lập năm 1999, rộng gần 474 ha, giai đoạn 1 hơn 250 ha, nằm trên địa bàn hai huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Hiện nơi đây có gần 70 doanh nghiệp hoạt động. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.